khi mới yêu mà các bạn không bao giờ nói với nhau. Thứ nhất, góp ý về mùi cơ thể. Ví dụ như mồm anh thối thế, hoặc lách anh khai thế. Thứ hai, có rất nhiều bạn trai muốn nhắc nhở cô gái của mình khi mới yêu hoặc mới quen, nhưng mà chắc chắn không dám nhắc vì rất là ngại. Ví dụ như cô ấy đánh phấn, mặt mốc. Tiếp theo là ví dụ như là cục gì mắt cô ấy gần đùn ra. Thứ ba là cục gì mũi của cô ấy sắp rụng ra, nhưng các bạn trai không bao giờ dám nhắc, rất là ngại. Mình sẽ góp ý về vấn đề 18 cộng. Lần đầu các chị em ngủ với, nhận lời yêu và ngủ với người mình yêu thì có vài vấn đề phần làm các chị em ngại nói ra. Thứ nhất, gậy của anh ngắn thế. Thứ hai, gậy của anh nhiều giúp thế. Thứ ba, chưa đi chợ đã hết tiền. Tiếp theo, các bạn nam ăn quả máng hơi có mùi hồng niu, hơi chua nhưng bé ngại không dám nói. Thứ tư là góp ý với nhau về ý thức sống. Ví dụ ăn như trâu úc mả, đi ăn với một hội ăn thùm uống vại, ăn rơi ăn vung vãi, nhưng các bạn kể cả trai hay là nữ đều ngại không dám nói. Và thứ năm nữa, đéo đặt tiền. Thứ năm, cái vấn đề này gọi là vấn đề tế nhị, mà dành cho những người bạn mà kể cả trai hay gái vừa mới bắt đầu nhận lời yêu hay là mới làm quen đều không dám nói. Đi cùng một hội với nhau, mót đánh rắm, đánh nhưng không bao giờ dám nhận vì rắm rất thối.